Không biết là các homeboy đã làm nhạc như thế nào nhỉ? Đây là một bài rap nói về tuổi thơ của mình. Khi còn trẻ, tôi muốn đạt điểm cao, nên trong giờ kiểm tra hay giờ giải lao tôi đều nghiêm túc và chăm chỉ. Khi còn trẻ, tôi muốn được tự do, nên muôn vàng nỗi lo tôi đều bỏ kho vì đã có ông và bà. Khi còn trẻ, tôi muốn được rong chơi, nên đám bạn chơi vơi không muốn buông lơi quên con đường về. Khi còn trẻ, tôi muốn sống hết mình, nên trong chuyện tình yêu tôi đều nói ra và không suy tính. Nhưng khi còn trẻ, có một chuyện tôi phải trăn trở từ bấy lâu. Cô bạn cùng lớp với những câu chuyện mà tôi luôn giấu, những con đường mà em và tôi cùng về đêm mưa ngâu. Một cảm giác nó hoàn toàn khác khi tôi gặp em lần đầu. Em là người tốt và tôi đã thấy điều đó. Cách em đã đưa bà cụ qua đường, bỏ trái cây vào giỏ, nói với bà cụ hãy kêu em giúp nếu bà gặp khó. Đó cũng là lúc tôi biết tôi muốn cùng em hẹn hò. Lúc đó tôi và em đã lên cấp 2, nên đóng bài tập như mớ hỗn độn vì chúng không dễ giải. Những công thức nói về đại số chúng nằm trên hàng dài, những dữ liệu mà tôi phải nhớ. Đến lúc không kịp trở tay, tôi đã nghĩ mình trở thành một hoàng tử ở trong lâu đài. Nhưng tôi lại đánh mất đi một cô công chúa vào ngày này năm ngoái. Đó là lần đầu tiên tôi thấy buồn vì một cô gái. Nhưng mà thanh xuân đã qua thì không được phép trở lại, vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên tôi không kịp trở tay. Những thước phim tuổi trẻ tôi vẫn muốn ở lại, cho dù biết phía trước tôi có rất nhiều trở ngại. Nhưng tôi vẫn muốn bản thân được đứng chào cờ vào ngày thứ hai. Vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên tôi không kịp trở tay. Vì những thước phim tuổi trẻ tôi vẫn muốn ở lại, cho dù phía trước tôi có rất nhiều trở ngại. Nhưng tôi vẫn muốn bản thân được đứng chào cờ vào ngày